12 tháng 12, lễ viếng diễn viên chí tài diễn ra tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Từ sớm, nghệ sĩ Hoài Linh và nghệ sĩ Vượt Hương đã có mặt để sắp xếp tổ chức tang lễ, đồng thời được sự ủy quyền của ca sĩ Phương Loan, vợ của nghệ sĩ chí tài. Cả hai sẽ chịu tang vai em, thay mặt gia đình cảm ơn khán giả, đồng nghiệp đến viếng danh hài chí tài ở Việt Nam. Nhiều đàn em thân thiết với chí tài lúc lâm thời như Trần Giang, Nhà Phương, Thu Trang, Tiến Lực, Phi Nhung, Ưng Hoàng Phúc đã không giấu được niềm xúc động trước sự ra đi đột ngột của chí tài. Sau lễ viếng kết thúc vào 16 giờ chiều, thi hài của nghệ sĩ sẽ được di chuyển ra sân bay và đưa về Mỹ để an táng. Mới đây trên Facebook diễn viên Đức Tiến, anh đã chia sẻ về bài viết có thông tin về lễ tang của chí tài tại Hoa Kỳ. Theo đó, thi hài của diễn viên già cỗ Hoài Lan sẽ đáp sân bay vào Chủ nhật ngày 13 tháng 12 và sáng thứ Hai ngày 14 tháng 12, gia đình mới chính thức tổ chức an táng. Theo MC Minh Phượng, chị dâu của danh hài chí tài cho biết, hiện gia đình hai bên đang họp bàn kế hoạch tang lễ cho danh hài chí tài. Sau tang lễ tại Việt Nam kết thúc vào ngày 12 tháng 12, quan tài danh hài chí tài sẽ được đưa về Mỹ vào tối muộn ngày Chủ nhật, ngày 13 tháng 12. Quan tài sẽ đến ngay sân bay Los Angeles. Gia đình không được vô, chỉ có nhà quan nhận quan tài và chuyển về nhà quan. Sáng ngày thứ Hai ngày 14 tháng 12, gia đình sẽ đến nhà quan để chuẩn bị lo tang lễ. Cũng theo MC Minh Phượng cho biết, tang lễ dự định sẽ tổ chức tại nhà thờ Thánh Linh. Ông Chí Thiện cho biết thêm, ca sĩ Phương Loan, bà xã danh hài chí tài, đã ủy quyền việc lo hậu sự của chồng cho Hoài Linh ở Việt Nam. Mọi việc tổ chức thế nào đều do anh Hoài Linh quyết định. Sau đó gia đình cũng nhờ Việt Hương hỗ trợ làm thủ tục để đưa thi hài của chí tài về Mỹ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.